dành luôn đó. Rồi thì hôm nay Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Tiến tiếp tục đi xong cái nhà ấy. Thì cũng theo thường lệ thôi. Mà bữa nay tháng cái là Tiến không có đi gồm mấy khu vực sậy nữa nha nhà. Thì cũng không giấu đi cái nhà. Thì hôm gầy Tiến cũng đi gồm mấy cục sậy quang đó nha. Thì do Tiến chui vô sậy nó bịch á, ba con mùi xích đó cả nhà. Nó bắn vào cổ Tiến quá trời bắn cái nhà ơi. Bắn bây giờ cả nhà nhìn cổ Tiến nè. Bây giờ nhìn kỹ nè. Đó, nó đẩy đầu hai bà lỗ nám cà bệt đi nhà thấy không? Hay đây nè. Đây nè, là do ruộng mấy cái đám sậy nữa nha. Đây nè cả nhà, đó, hai ba lỗ gì đó nó quất cái thúi thịt chỗ đó ruộng nám chỗ đó luôn đó nha, là nó gác đó này nha, nó nóng hỏi à. Trong đám sậy thì Tiếng đâu có nước đâu rửa nha, nên là nó bị nám một lỗ gì luôn á. Nên là hôm gài Tiếng cũng không có hạn chế Tiếng quằn cái đám sậy nha. Bữa nay Tiếng ngưng sậy bữa ơi, ngưng về bữa cho nó lành lại đi quằn tiếp với nhà. Tại vì đám sậy mùi xích nhiều quá, bắn ra thúi thịt cái nha. Giờ ra quăng mấy cục lùm quang đó nha, lụm cây cối đập dạp á. Thôi vọng có những ổ bông nào mới về mà vọng còn nguyên nữa nha. Thì khu vực này đi thì Tiếng vô Tiếng gạo rồi cái nhà ơi, cầu mai đó. Chứ mà nó mà còn nguyên thì cũng hên xui cái nha. Khả năng còn nguyên thì nó cao, ủa đánh thấp hơn cho năng cắt rồi đó nha. Tại vì khu này thì kiểu như thoải mái đó nha, ai bắt cũng được, ra vô rất là nhiều cái nha, nên là ông hên xui đó, hên đi ngay đợt ông nó về thì mình đụng cái nha, còn mình xui thì mình thua, xui thì coi như anh em hên không thôi. Thì tí xíu thì nói chung thì coi Di cũng chạy qua đi với Tiếng cái nha, nhưng mà Tiếng nói với cái nhà hiểu á, tại vì Di á thì đi làm cái nha, thì cái thời gian nào rảnh thì Di qua Tiếng Di quậy với Tiếng chơi thôi, chứ cũng không có đi xuyên suốt được nghe nhà. Tại đi làm mà cái nhà, làm Di làm tới hai việc lắm cái nhà, không có tập trung đi săn ong, nên là không có đi cùng Tiếng thường cái nhà. Rảnh ngày nào Di chạy qua đi giờ đó thôi đó, chứ cũng không có đi thường cái nhà. Khi đi chừng tiếng 2 tiếng là đi về đúng chừng. Thì Tiếng đi cũng điền ên cái nhà, nên thì Tiếng đi cái sức Tiếng có giới hạn. Tiếng quằn thì nói chung thì cũng được lắm đó nha, mà có cái leo cây thì dở, nên là cái cây Tiếng đi cái địa hình cũng ít đi địa hình được, cái bự lắm đó nha, cây coi goi đi không à. Cây bự sợ leo không được, vô gặp ông Phì Bình vậy đó tức nữa rồi chết đó nha. Tiếng đi ra một vòng luôn cái cục này luôn mà không thấy ổng nào về hết, không thấy về nha. Kỳ khu này nhắm máy nó về lắm mà năm nay ông bằng cái nha, ông bằng nó quýnh gớ là chưa trúng Tiếng. Thì thôi Tiếng không làm tốn thời gian quý báu của cả nhà nữa, thì Tiếng mời cả nhà theo chân Tiếng đi quằn những tổ ong ở nhà. Thì Tiếng gặp lúc nào Tiếng sẽ quay trước, còn không gặp thì đợi Di qua hai anh em quằn nữa, có ông nào Tiếng sẽ đưa lên cho nhà xem nữa. Mời nhà đồng mọi nhà tới đây Tiếng vừa phát hiện con ong nữa nha. Bây giờ Tiếng chỉ nè, Tiếng leo Tiếng bắt nghe nha. Nó hung lắm nha nhà. Nãy Tiếng lấy con dừa lên Tiếng bắt lần rồi đó nha, quýnh quá quýnh nè. Giờ Tiếng chơi cuộc gọi vô cho ăn nha. Rồi bảo đảm rồi cả nhà, cũng hùng quỷ vậy. Lên mới nhảy hai bước lên quýnh bịch cả nhà. Không biết mặt sao đây. Gà nữa cả nhà, lắm nữa cả nhà. Ủa có mặt cả nhà, quá hùng. Vừa chân sáng Tiếng bịch bịch nữa rồi. Ôi, chiến đấu hai anh em này bắt móc lỗ quá nha. Ui, mà không được quá, cái kiếm lít lít ngoài nữa cho nghe. Nhiều view xương xương cả nha, để ông nó chống nó quýnh dưới rất quýnh nha. Đây nè, dạ quýnh quá quýnh nè, cái lừng tiếng cái vậy, chạy cái kèo luôn á nha. Mà chám rồi luôn nghe không, kiếm lít luôn nha, quýnh vô quýnh nè, cả nhà, bù tiếng sáng dữ lắm rồi, thật lẹ cả nhà. Hết dưỡng nha. Quá đỏ, lít lít ngoài, lít dữ nha. Nặng tay quá nè. Dạ, đánh cho lỗ tay tí nữa rồi. Quá cá nha, lít xì nữa nha, xuống dính bao quýnh này, chịu nổi này. Nãy tiếng cầm chung vừa lại mới lại tới này nó buồn quá trời, tiếng biết con này hùng quá nha. Con này anh em cắt con dao rồi cả nha. Ôi chọt đây cả nha. Giọt nha. Thôi nha. Đây lỗ đầu tiên nha. Trong thời gian đợi di qua tiếng lụm đường ổ này cả nhà. Này cho cái lít xị cả nhà. Đó, mặt chạy tàn luôn rất là đẹp cả nhà. Nè, mặt ống nước đầy ống luôn cả nhà, chám vô luôn nè. Đó, quá đã cả nhà. Tí xíu lọc con lại cái nha. Thì cái nhà nào cần xài mông thì liên hệ tiếng ha. Rồi tiếng đi tiếp, Ngọc ổ sẽ quay cho nhà xem nữa. Mời nhà đồng hành. Rồi cả nhà, thì tới đây tiếng với Di vừa phát hiện tôm đầu tiên cả nhà. Nó nghe ta tiếng chỉ nè. Đóng đọt cây trà, cây bằng nha cả nhà. Ổ thấy lớn lắm nha, ổ khủng đó cả nhà. Cái đầu mặt thấy cũng phì phì kìa, để coi Di lên coi phải hàng khủng nha cả nhà. Rồi, tiếng đội cam đầu Di luôn nha. Hả? Ừ, ấy không dưới dưới nó chứ nè. Dưới nó. Ê, hai hai gì? Dướng quá thì ăn. Rồi còn họ bắt coi cọp cọm đầu đi. Thấy không? Thị lắm cả nhà, mà không biết mặt sao. Gió dữ trời, lên gọi cái nè. quá, hồi cháy hết điện thoại của mình. Còn ở nhà đâu khủng lộn khô đây cả nhà sạch rồi, cả nhà một cái dài nó rớt chỗ này, nó rớt càng cả nhà, nó quá nó lâu quá rồi nha. Quá trời lâu luôn, quá trời lâu luôn, trời con này nó khô quá, hai nhà có 3 lít. dở vậy. Ông lâu quá chẳng mai bắt nó khô. Khô hả? Tôi nói cho anh nha, không mấy một cái 3 lít, con cắt bỏ 1 lít của nó. À, còn nhiêu đó hả? Rồi cùng mặt. Còn có lít mấy không? Con lít nè. Trời ơi. Bỏ một khúc gì nữa nè. Mặt quá trời mặt cả nhà ơi, mà nó kiểu nó già quá, nay bắt cái khô nha. Uổng hết hột mặt, con quá lớn rồi. Còn cái lít ngoài cả nhà. Để nguyên dạng cục mặt nha. Trời trời uổng trời. Này còn cái lít chuyện lít ngoài chứ không. Hơn lít cả nha. Cái này bắt khoảng 10.000 trước một cái. Quá trời cục mặt luôn cả nhà thấy không? Uổng hết biết cả nhà. Thôi giờ tiến đi tiếp nha, kiếm khác quay cho nhà xem, biết sao giờ. Rồi cả nhà, thì tới đây vô bắt lại ông cũ cả nhà. Ổ thứ 3 nha nhà. Đi bắt ổ cái bằng xong rồi đi cũng về luôn cả nhà. Đi công chuyện về trước rồi. Đó, ổ bữa nay thì ổ này tiếng chứ ngồi tiếng dưỡng mặt lại cả nhà. Này thấy nó phì phì lên thử có mặt không cả nhà. Mẹ cũng hai mấy gần 25 ngàn cái này, tiếng canh lại coi lại khoảng 25 ngàn đúng luôn đó nha. Thì ổ này cũng mưa nay nguy cơ chạy kèo nha, chứ ngồi nó nhỏ xíu mà nay nó kéo bự ra cái nha. Bữa nay tiếng thấy nó sằn dữ lắm nha, bữa nay là có cơ hội là nó hung nữa nha, nên là tiếng sẽ leo tới đầu hàng là tiếng sẽ bật cội lên nha nha. Cái này chú vườn mới thiết kế cho tiếng cái thằng mới nữa nha, quá đã cái nhà, lên xuống dễ luôn. Đó, giờ tiếng tới đây tiếng bắt gọi lên cả nhà. Tại vì cái ô bữa nay tiếng thấy nó hung rồi cả nhà. Tại vì nó sằn của ông á. Rốt đội trước là an toàn nha. Nếu mà nó xuống bắt tử là mình trả tay không kịp nha. Tiếng bị vô đó hoài luôn á. Anh ngúng từ từ đi chứ nha. Lên nha. Này thấy nó cũng phì hút nha, cũng được thôi. Cái gì kỳ vậy? Cho tự hơi gió lên nó tự cháy nha. Tự cháy. Cái giật quẹt cù bắp. Lên nha. Ông này bự lên đó nha, không biết mặt sao đây. Cháy quá cháy. Lên trên chút nha. Chá nắng quên em gì biết nhà thấy gì không nữa. bự nữa nha. Quýnh rồi cả nhà. Buông một ngắn ra trước đi. Nhưng mà cho ông xài trước. Chám vô nè, quá đã mặt rồi, thấy lên dành luôn rồi đó. Bữa nay bự nha, hói mày. Sửa chừa mặt lại cái này đã cái nha. Lên. Quá đã nha, chám vội trời luôn nha. Ủa đồ bắn dưỡng được nghe nha, còn bác còn dưỡng được. Dưỡng được bắt được dài dao nữa nha. Độ bên này quá ok. Tiếng ra một tay cầm gọi, tay quay cho nhà xem của mặt ha. Là cái nhà chấm vội trơn này nha, thấy không? Cục này thấy vậy chứ vẫn lít lít ngoài nha, chứ không nhiều nha. Đó. Ủa ông này nó kéo ra đẹp quá vậy. Gió quá gió nha, cái gió càng còn quơ luôn nha. Đó. Gió quá trời gió. Chanh nó bữa thì gọn thôi mà cũng cao lắm đó nha, cao mấy đọc dừa nhiều á. Thôi giờ tiếng xử lý tiếng xuống nha, gió quơ cày quá nha. Dưỡng lại chiến sau mặt vẫn có mặt nữa nha. Chiến tính chiến này gọc bỏ luôn cắt nha, dao thứ tư rồi nha. Mà đủ quá thôi lậm dao nữa đi, dưỡng lại chiến sau nữa. Dạ đánh này. Gió quá trời cục đội nó giữ gió không được nha. Nên là nó đứng lên mới bắt được cả nhà. Nó càng nè. Thông cảm cho tí nha, chứ khi làm gì bắt mà được đó nha. Cái kiếm này cái kiếm lít được đó nha, lít phải gu nha. Trời ơi, nó chàng ngay gọn luôn. Anh em mà mới gặp của này mà không biết tới tiếng cắt dao này, kiểu này chắc tính hàng khủng long cái nha. Trời nó tràn cái mép luôn nè. Ui da, nó rớt tàn rồi. Đau quá ta. Mặt quá trời này. Còn chạng mép, trời chạng mép khó bắt cả nhà ơi. Ở bên này đây. Dạ, đánh mũi đau quá vậy. Dạ. Lắc quả không đứt. Ôi mặt. Ui. Cái bản này cả nhà. Trời ơi, làm bản hết biết không có dạo xuống. Rồi, sống nha. Cái cao lít mặt cả nhà. Lít mặt cái guông nữa nha. Cái gì đó. Dạ, đánh quá đánh. Đó nha. Cháy quá cháy vậy. Xuống nhà. Dạ, tay cầm mặt tay xuống nó không khó đâu nha. Ở con sữa gì ok nữa nha. Xuống. Không có gì. Ok quá ông ơi, phía sau là nó kéo xuống tới đây luôn nha nha. Giống chiếc hõm nữa. Kéo tới thằng luôn, hết chỗ kéo rồi thôi, cho đi. Giờ còn chỗ kéo thì cứ cho nó ở nữa nha. Chú. Nó lít. Lít ngoài cái nha. Rồi đến chiều lại cho nó cả chị. Chú mới làm cái thang cho mình leo nữa nha. Rất là dễ leo nữa nha. Cũng gọi thang nó mục. Này cả lít, lít ngoài cả nha. Lít mặt ha. Lít ngoài không tới cả lít mặt được. Dưỡng nữa nha nha. Để tiếng em để mặt đây tiếng quay hình quả cho anh xem tiếng gọi giác thang nha. Ông bu cặp da tiếng quá trời vậy. Đây nha. Xuống đi ốc nữa nha, hậu nổ thứ ba nha. Chỗ này tiếng cũng chắc xin kết thúc video luôn nha. Video khá dài rồi. Nó thì tiếng quay cái nón lại phải vô côn luôn nha. Tại vì cố tình quay cho nhà dễ thấy nó không bị dướng lưới nha. À, mặt nào đó nha. Đó, này cái lít mặt nghe nha. Lít ngoài không có cái lít mặt chám vô hết trơn nè. Nhà thấy nè màu mặt đó nè. Ông lại quá trời. Quơ cái gọi cái nha. Đó. Thì cái nhà cũng thấy trực tiếp tiếng đi săn ong đó cả nhà. Quýnh tiếng rồi. Thì cái nhà nào mà cần xài mông á thì liên hệ tiếng theo số điện thoại là 0799 835605 thì đó số điện thoại Zalo tiếng nha cả nhà. Thì cái nhà nào đòi nghe tiếng đọc nhanh quá mà kiểu không kịp lưu lại trong bộ nhớ cả nhà thì hãy xuống phần bình luận á là sẽ có số điện thoại tiếng nha cả nhà. Thì tiếng đi săn bắt như thế này nữa nha. Tiếng quay lại trực tiếp cho nhà xem. Rồi thôi thì tiếng cũng xin úp video. Rồi tiếng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Tiếng bye bye cả nhà.